Xin chào bình luận viên Vũ Quang Huy, cảm ơn anh đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay à, Trong hành trình kể từ vòng đấu bảng thì cụm từ U23 Việt Nam được nhắc đến à, kèm theo đó là niềm tự hào của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam Thế còn cảm xúc cá nhân của anh như thế nào ạ? cảm xúc thật là đặc biệt có thể nói là từ khi biết xem bóng đá đến giờ thì hôm qua mới là một ngày mà tôi vui sướng đến như thế vui sướng tột cùng và la hét như một đứa trẻ và đến bây giờ cái sự phấn khích vẫn còn nguyên phải nói là các cầu thủ đã mang lại một cái tự hào không chỉ trong bóng đá trong thể thao mà đấy còn là niềm tự hào dân tộc có cảm giác là bao nhiêu cái hào khí bao nhiêu cái tự hào dân tộc kết tinh nhiều năm nay thì nó hội tụ vào ngày hôm qua cảm xúc cũng quá là tuyệt vời và sau đấy thì tôi cũng đổ ra đường như mọi người và thấy cái gì cũng đáng yêu cái gì cũng gần gũi và mọi người như là ai muốn gặp nhau cũng đều muốn ôm hôn nhau ấy. rất rất là hay Đội tuyển U23 Việt Nam liên tiếp tạo nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết cú sốc này đến cú sốc khác ở sân chơi châu lục. Và theo anh, những yếu tố nào đã giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo làm được những điều kỳ diệu như vậy? Tôi nghĩ đầu tiên là yếu tố thể lực thể lực rất là tốt giúp chúng ta kiểm soát được trạng thái và luôn luôn có tỉnh táo à, thế thì uh, khi mà thể lực đã tốt rồi thì là chúng ta thi đấu rất là lì lợm và luôn luôn giữ được cái sự thăng bằng kể cả lúc bị dẫn trước trước một đội rất là mạnh thì chúng ta đá cứ như thể là chưa bị dẫn bàn không có một chút bối rối nào à, rồi là gặp những đội mạnh như những cái trái núi lớn ấy nhưng mà cảm giác là mình vẫn đi đúng lộ trình của mình đấy là cái sự phải nói là khiến cho tôi rất kinh ngạc không thể hình dung được bóng đá Việt Nam mà lại gặp những đội bóng mạnh như vậy mà lại chơi đàng hoàng đá rất hiện đại và bài bản cũng không có những cái miếng đánh ruột nhưng mà mọi hướng đánh là đều đều đa dạng và có thể tiềm ẩn bất ngờ có thể tiềm ẩn sự nguy hiểm bất kỳ lúc nào rồi là những cái gì đấy mà đội bạn tấn công về phía mình thì đều được hóa giải một cách hợp lý đa số các bàn thua nó chỉ như là những cái tai nạn thôi chứ còn hệ thống phòng ngự được giữ quá hay thì tôi tôi tự chung lại là có ba yếu tố tức là thể lực rồi là tinh thần, ông Van Xô là người truyền lửa rất là hay, rồi là đấu pháp hợp lý, ông nghiên cứu rất kỹ từng đối thủ để mà chúng ta đá không trận nào giống trận nào cả và vào toát lên một cái sự quyết tâm, một cái sự đồng lòng. Tôi biết đồng Park cũng nghiên cứu rất kỹ những cầu thủ từ hiệu đá ở U19 U20 để mà biết ai mạnh ai yếu cái gì. Thay người cũng rất tuyệt rồi. Hôm qua hiệp một Công Phượng đá không tốt hiệp 2 lập tức được thay vào Hàng Đức Trinh Thực ra tôi và nhiều người cũng nghĩ là Công Phượng phải đá thêm vài phút nữa Không làm được gì thì mới thay Nhưng ông bác rất là quyết đoán thay luôn Và Đức Trinh đã vào chơi tốt Rồi là Hồng Duy lần đầu được tung vào sân Cũng quá hay Hôm qua thì ông không cho Văn Toàn vào Bởi vì thực ra Văn Toàn vào cũng không biết thay ai Do tất cả đều đá cực kỳ tốt Thì phải nói là um, chúng ta đang đang có một cái gì ấy mà Mà tôi tôi cho so rằng thế này này Nếu mà giải thích một cách thuần túy về mặt chuyên môn ấy Thì không giải thích đến tận cùng được Tôi rất đáp một cái điều ông Lê Thụy Hải nói hôm qua Tức là uh, ông Pang có những cái chiêu thức dụng binh mà những người làm nghề như tôi là chưa hiểu hết được đấy thế thì tôi cũng mong là khi mà đội tuyển trở về thì sẽ có một cái buổi mà các phóng viên với cả các huấn luyện viên ngồi ông bang sô sẽ điểm lại những cái tình huống gay cấn những tình huống quan trọng để mà nói rằng là lúc đấy tôi nghĩ gì và tôi muốn gì mà thì tôi sử dụng con người như vậy À, trở lại với trận đấu cuối cùng của giải vô địch U23 châu Á, anh có đánh giá như thế nào về đội tuyển U23 Uzbekistan khi bản thân họ cũng là một hiện tượng của vòng chung kết và đội bóng này à, đem lại cho anh những ấn tượng đặc biệt như thế nào? À, bóng đá Uzbekistan thì tôi cũng đã có dịp theo dõi từ hồi bé, à, xem bóng đá liên xô thì đã biết đến câu lạc bộ Paktakarskens, đội bóng số 1 của Uzbekistan. À, những năm sau này thì khi Uzbekistan tham gia với bóng đá châu Á thì ngay tại giải đầu tiên là CH 594 tổ chức ở Hiroshima họ đã vô địch bóng đá nam rồi đấy là một cái chiếc vô địch chấn động và mọi người đều nhìn họ hết sức là ngỡ ngàng tuy nhiên xét lại thì đấy là một nền bóng đá rất mạnh và về cơ bản họ là đội bóng chơi theo của châu Âu tôi nghĩ rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn bởi vì là họ đá không giống các đội bóng châu Á không giống Đông Bắc Á như là Quốc Nhật Bản và cũng không giống cái kiểu tài tử của Tây Á như là Qatar hay là Iraq sẽ là một phong cách nặng về bóng đá châu Âu và và tôi cho rằng là um, có thể họ sẽ chơi cái bài mà để chúng ta bị phá sức trong cái bối cảnh mà hai đội đã bước vào trận đấu cuối cùng rồi. Tôi nghĩ rằng đây là cửa ải khó nhất của Việt Nam từ đầu giải giờ. Lúc này khi mà điểm mạnh và điểm điểm yếu của U23 Việt Nam đã bộc lộ hoàn toàn thì anh có cho rằng là điều này đem đến những cái khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo trong trận chung kết và theo anh thì U23 Việt Nam sẽ chơi như thế nào để có cơ hội giành ngôi vô địch? À, tôi nghĩ rằng là đá với Uzbekistan thì có lẽ mình vẫn nên phòng ngự số đông sau đó chờ cơ hội để có những phóng chấp nhoáng thực tế chúng ta luôn luôn có thể làm được những cái phóng chấp nhoáng thế còn có một thuận lợi nữa là ông Jugan Gider giáo đốc kỹ thuật của VF là người đã từng làm việc tại Uzbekistan rất hiểu nền bóng đá này thành ra hy vọng là ông sẽ cung cấp những thông tin bổ ích những cái quan trọng để mà chúng ta đối phó được với Uzbekistan à, tôi nghĩ rằng là thực ra chúng ta nếu mà cầm hòa được và một lần nữa đưa trận đấu về trong vào đền là thành công chứ còn đua sức hay là đá đua công thì không đá được với họ đâu vâng à, xin cảm ơn những chia sẻ của bình luận viên vũ quang huy và chúng ta hãy cùng chúc cho đội tuyển việt nam giành chiến thắng ở trong trận đấu đặc biệt quan trọng này